Xin mến chào bà con cô bác, thì hôm nay cũng là ngày 15 tháng 3 năm 2022. Thì chỗ nhà Cường đó là có tổ chức lễ cầu an. Thì nói chung ra hàng năm thì chỗ nhà Cường đó là có tổ chức lễ cầu an. Thì năm rồi thì tổ chức cũng ngay cái dịp Tết. Thì do Tết đó, chỗ nhà Cường có đám đó, thì cho nên nó là không có làm. Thì năm nay mình làm cũng hơi trễ. Thì nói chung ra lễ cầu an này thì cũng là làm cái lễ thì cũng cầu nguyện cho thơm sắp cũng như được bình an các bạn. Thì hiện nay bà con thì buổi chiều nay thì cũng đến để cũng như là mời ông Lục lại tụng kinh cũng như là gắt nước. Thì quang cảnh ở đây là buổi chiều ở chỗ nhà Cường cả nhà, nó rất là đông luôn. Thì nói chung ra thì hàng năm thì tổ chức thì cũng trang trí cũng rất là đơn sơ, chủ yếu thì cũng muốn cho một cái buổi lễ cầu an giúp cho bà con. Thì bữa hôm nay thì đến thì bà con cũng thứ nhất là mời ông Lục tụng kinh, rồi bên cạnh đó thì cũng gắt nước rồi cả nhà. Thì mình sẽ chút xíu mình tiến bên kia thì sẽ cho cả nhà mình ở đây. Thì bên cạnh cầu an thì người ta cũng có đem gạo rồi muối rồi lúa để đến mình dân ở chùa anh chị. Thì cả mặt cả nhà mình ở đây là rất là nhiều bà con cũng như ở thôn ở xóm đến để cũng như là cầu nguyện cho cái gia đạo bình an. Đây rất là đông luôn anh chị. Bây giờ này bà con đến thì mình cũng đem gạo nè cả nhà. Đó, đây là gạo bà con ở xóm mà đem lại anh chị. Này cả nhà thấy rất là rõ luôn không? Gạo người ta để đây nè. Đó, rất là nhiều luôn ha. Cái này là củ ít lòng nhiều anh chị. Này có lúa luôn ha. Đây thì nói chung ra thì mình dân đến thì theo cái quan niệm thì cũng như là được ấm no hàng năm, thì cũng như là có lúa có gạo luôn, có muối luôn, có nhiều muối thì mình cầu nguyện lộc anh chị. Đó thì trước khi đến thì mình cũng thắp trang chỗ bàn Phật thì để mình giái anh chị cả nhà. Đó, bà con đến đây rất là đông không. Ok xong đây ca lô câu. Thì giờ này bà con mình đến cũng rất là, nói chung thì cũng tương đối đông cả nhà. Thì vòng vòng ở đây thì bà con cũng khoảng vài chục người. Đó. Rất là đông luôn. Đây giờ này bà con lại từ từ ha cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lúa ghè rồi đem nhiêu rồi rồi đó sao? Bảo cần không?